Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 46 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, Khánh Duy vẫn mong các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian của quý vị, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, La Tế Xuyên nhìn thấy Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ ở trên đỉnh đầu của Diệp Húc, nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ uy danh của Chu Thiên Tinh Cung, Ma Đạo Tam Cung lục phái 72 thế gia, trong đó Tinh Cung thần bí nhất. Môn phái này lấy tu vi mà nổi danh, mặc dù là một vu sĩ trẻ tuổi cũng đều có tu vi sâu không thể lường được. Sao? Một tên vu sĩ còn chưa tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ ư? Hơn nữa còn là đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung ư? Rõ ràng là đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung, tu vi của hắn như thế nào còn chưa tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ vậy? Hơn nữa, hắn lấy đâu ra thủ đoạn của Ngũ Độc Giáo đây mà tế luyện của trùng nữa chứ? La Tế Xuyên mặt mỉm cười, trong lòng thì chắc chắn. Hắn khi xuống núi, bề trên trong sư môn hắn từng nói, nếu như đồng tuổi, đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung có thể dựa vào tu vi lực mà đè hết thảy đối phương, mà đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa thắng ở nguyên công mạnh mẽ, thân thể mạnh vô cùng, đồng ở cảnh giới là vô địch, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh. Hạo Nguyệt Kỳ có thể quét ngang Đan Đỉnh Kỳ, khi tới Đan Đỉnh Kỳ có thể đánh với cường giả tu thành Nguyên Đan. Còn về công pháp của hai đại môn phái cũng không phân chia mạnh yếu, đều là những tuyệt học đỉnh điểm đương kim trên đời. Đệ tử Tinh Cung còn không có hoàn toàn tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ, trước mặt Tiểu Quang Minh Thánh Tông chính là một rác rưởi, không đáng để ta tự mình động thủ. Diệp Húc đứng ở trên trời cao, ánh mắt lạnh lạnh, hắn mỉm cười nói: "Vô duyên vô cớ giết kim tản bốn cánh của ta, vị sư huynh Tiểu Quang Minh Thánh Địa, người đem kiểu chuyển nguyên công giao ra đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi." Một đệ tử Tinh Cung Hạo Nguyệt Kỳ mà dám dõng dạc như vậy, thật sự là muốn chết mà. La Tế Xuyên nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, đầu vai hơi lay động. Đại phẫn nộ Minh Vương theo sau lưng của hắn liền dâng lên, phá vỡ kiếm trận của dân gian kiếm phái, phóng thẳng chỗ của hiệp Diệp Húc. Phẫn nộ Minh Vương này múa may tám cánh tay, nháy mắt đã vọt tới trước người của Diệp Húc, một kiện vu bảo ném thẳng lên người của hắn. Trong khoảnh khắc trung cổ, tiếng chuông trống tề mình, tiếng chuông giòn vang như ý sinh họa, kim cương sử giống như đồng trụ, mõ thì dài tới mấy trượng, một chuỗi niệm châu chẳng hạt dâng lên cao, 108 hạt châu chuyển động xoay quanh phất trần như hỏa tràn ra, từng tơ phất trần giống như dây sắt vậy. Đong một tiếng, mõ đi đầu nện xuống ngay giữa đỉnh đầu Diệp Húc, cái mõ này lập tức vỡ nát. Đoang đoang, kim cương sử hạ xuống đập trúng vai trái của Diệp Húc, kim cương sử cũng bị phá nát. Như ý ngọc nện xuống đánh trúng ngực của Diệp Húc, ngọc như ý cũng bị phá nát. Phất trần phát ra hàng ngàn hàng vạn tơ trần hướng tới bách huyệt quanh thân của hắn mà đâm tới. Xoẹt xoẹt, phất trần giống như đâm vào tấm thép vậy, tất cả đều nổ tung, chỉ còn lại có một chút mà thôi. Chàng hạt 108 viên dừng trên cổ Diệp Húc, đột nhiên ra một tiếng đứt đoạn, từng viên chàng hạt bị nổ tung hóa thành tro bụi. Diệp Húc chỉ một ngón tay ra đánh chúng vào linh, cái vu bảo này lập tức bị một chỉ của hắn xuyên thủng, lập tức hóa chỉ thành chảo bắt lấy đồng cung, dùng sức niết mạnh một cái, một đống bụi đồng từ đầu ngón tay của hắn chảy xuống. Một quyền của hắn oanh ra hung hăng đệ trên đại cổ của Phẫn Nộ Minh Vương, đánh cho chiếc đại cổ này dập nát hoàn toàn. Kỳ tới đây, Diệp Húc vươn tay phải ra, một mặt đại kỳ từ trong Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ bay ra, rơi nhẹ vào trong tay của hắn. Mặt cờ nhẹ nhàng xoay một vòng, Thái Dương chân hỏa trào ra, luyện hóa Đại Phẫn Nộ Minh Vương thành cho tàn. La Tế Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại thì Đại Phẫn Nộ Minh Vương cùng tám kiện vu bảo mà hắn luyện chế hết thảy đã bị Diệp Húc phá hủy.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt thẳng ra, chỉ thấy dáng người Diệp Húc trở nên cực kỳ cao lớn, lại vừa khô vừa gầy, không khỏi thất thanh mà nói: "Cửu chuyển nguyên công sao? Ngươi làm sao học được tuyệt học của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta đây?" "Không sai, ta tu luyện cũng là cửu chuyển nguyên công." Diệp Húc cười ha hả, tay cầm Thái Dương Tinh Phiên, lấy phiên làm thương. Nguyên thần tử trong tử phủ bay ra, tế ở bên trong Thái Dương Tinh Phiên. Hắn bước tiếp vài bước, đi sâu vào không trung phía trên kiếm trận của dân gian kiếm phái. Ở phía dưới, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang bố thành trận thế, giống như là lốc xoáy, mà La Tế Xuyên đang đứng ở trung tâm của lốc xoáy đó. Diệp Húc thế như mãnh hổ từ trên không rơi xuống, tóc tung bay giống như một đạo sa băng rớt xuống vậy, mang theo Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn, bá đạo đến tuyệt luân. Một thanh phi kiếm đánh thẳng vào Thái Dương Tinh Phiên, thế nhưng ngay lập tức bị chấn vỡ ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả mảnh vỡ cũng bị Thái Dương chân hỏa đốt thành tro bụi. Một thương này của hắn ào ạt ẩn chứa kiến giải võ đạo thâm hậu của hắn, so với một thương của Hùng Bi còn tinh diệu hơn rất nhiều. Thế công không thể ngăn cản, trong chớp mắt liền đâm tới trước mặt của La Tế Xuyên. "Chân nguyên của ngươi màu vàng kim phải không? Xem ra còn không tu luyện tới cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai, mà ta lại luyện cửu chuyển nguyên công tới cuốn thứ hai, tới ngũ trọng rồi. Căn bản không cần tranh đấu cùng ngươi, chỉ cần một quyền ta liền có thể đánh chết ngươi được rồi." La Tế Xuyên cười lạnh, một quyền đánh ra đón mũi thương, nắm tay vào mũi thương của Thái Dương Tinh Phiên chạm nhau, lập tức tuôn ra vô số ánh lửa, vô số phủ văn bay múa đầy trời, băng băng mà tói tói, mênh mông khí lãng cuồn cuộn ra khắp mọi nơi, làm cho kiếm trận của dân giang phái tán loạn. Không biết bao nhiêu phi kiếm bị va chạm giữa hai người bọn họ đánh cho nát bấy. La Tế Xuyên bị một thương này đánh trúng, bị chấn cho bay ra khỏi kiếm trận từ mấy dặm mới khó khăn lắm dừng lại được, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Hắn sắc mặt khẽ biến, cúi đầu nhìn lại, nắm tay của hắn không ngờ bị một đâm này của Diệp Húc phá nát, có thể nhìn thấy được xương cốt, miệng vết thương cháy đen một mảnh, không có máu tươi chảy ra, cũng là bị Thái Dương chân hỏa trực tiếp làm cho máu tươi của hắn bốc hơi hết. Hắn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt gắt gao nhìn vào Diệp Húc, ý nghĩ khinh địch lập tức liền biến mất. "Một thương thật mạnh, người này nguyên thần có thể thắng được ta. Bù lại cho việc cảnh giới nguyên công không đủ, là kình địch toàn lực ứng phó thôi." Diệp Húc cánh tay kịch liệt run rẩy, lực lượng của La Tế Xuyên mạnh hơn hắn tưởng tượng, không ngờ làm cho hắn lùi lại mấy bước, không khỏi thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. "Cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai, ngũ chuyển quả nhiên dũng mãnh mà, lực lượng hơn xa cả ta. Tuy nhiên hắn khinh thường ta, Thái Dương Tinh Phiên của ta là vũ bảo cấp chấn giáo, nguyên thần của ta cũng hùng mạnh hơn xa hắn ta. Ta lấy nguyên thần thúc giục tinh phiên, có nguyên thần thêm vào, so với lực lượng của hắn cũng không kém mấy." Nguyên thần đối với vu pháp, vu bảo đều có trình độ gia tăng thật lớn, nguyên thần càng mạnh, vu pháp vu bảo uy lực lại càng mạnh. Diệp Phúc cho tới nay đều lấy Thái Dương chân hỏa ra rèn luyện nguyên thần, khổ tu Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải, lúc này mới thấy được hiệu quả. "Đại phẫn nộ bất động minh vương quyết." La Thế Xuyên thân hình chấn động, đại phẫn nộ bất động minh vương xuất hiện ở sau lưng của hắn, đột nhiên tiến lên trước một bước, tiến vào trong thân thể của hắn. Lực lượng của hắn lập tức bành trướng, còn mạnh hơn hồi nãy gấp 3 thành. Thân thể của hắn hiện ra ảo ảnh 4 đầu 8 tay, giống như một pho bất động minh vương. Trên cổ hiện ra một đám ảo ảnh như cái đầu, mắt màu xanh, thấy rõ hết thảy hư thực. Diệp Húc từ xa đánh giá, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Chính Diệp Húc là cao thủ cửu chuyển nguyên công, tinh thông hơn 1000 loại vu pháp, ánh mắt chỉ cần quét qua La Tế Xuyên một lần là phát hiện ra lộ số của tuyệt kỹ này. "Sao, lấy nguyên công làm căn bản, vu pháp thêm vào tăng lên lực lượng hay sao? Đây quả là một loại kỹ xảo vu pháp thực chiến rất thực dụng mà." La Tế Xuyên trong lòng đại định, đột nhiên thương thiên bảo tháp bay ra 8 kiện vu bảo, vẫn là phất trần, mõ, trung, cổ, linh như trước. Tuy nhiên chất lượng tốt hơn vừa nãy không biết bao nhiêu lần, mơ hồ là hiện ra uy năng lớn lao. Cho dù không phải là vũ bảo cấp chấn giáo, nhưng những bảo vật này của hắn là một bộ có thể liên hợp lại, uy lực của nó cũng không kém hơn bảo vật cấp chấn giáo là mấy. La Tế Xuyên hai tay mỗi tay cầm một kiện, còn 6 kiện khác giao cho 6 cánh tay ảo ảnh. Hắn lập tức triển khai thế công, từ xa nhìn lại chỉ thấy hắn xoay mình quay cuồng mà tới. 8 cánh tay cầm bảo cao thấp tung bay, thế công giống như sông lớn thao thao bất tuyệt, che trời phủ đất, khắp nơi đều là bảo quang. "Vị sư đệ của tinh cung này, người tu luyện chính là kiểu chuyển nguyên công, ngược lại chỉ hoãn tiến cảnh tu vi của mình. Hiện giờ vẫn là tu vi cảnh giới hay nguyên công đều kém xa xa với ta kìa."
La Tế Xuyên cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo mà nói: "Tuy nhiên, người vẫn là một cao thủ trẻ tuổi mà ta gặp qua từ trước đến giờ. Khi tiến vào trong đại đường quốc thế này, người có thể chết trong tay ta, người cũng đủ tự hào rồi." Cùng lúc đấy, Thương Thiên Thanh Quang bảo tháp của hắn yên lặng vô lực bay tới đỉnh đầu của Diệp Húc. Bên trong tòa bảo tháp này, đột nhiên một tòa thanh sơn lồng lộng rơi xuống áp chế đỉnh đầu của Diệp Húc. La Tế Xuyên tu luyện nguyên công lực lớn vô cùng, đã có được thần thông rời non lấp biển. Chiêu thức này là hắn e sợ gặp phải đối thủ khó có thể thắng được, bởi vậy mới mai phục một tòa núi lớn bên trong bảo tháp, chuẩn bị xuất kỳ bất ý trấn áp đối thủ. Thanh sơn lồng lộng rít gào hạ xuống, kình phong bức mọi người khó có thể thở dốc được. Một đệ tử Hỗn Nguyên Kỳ của dân gian kiếm phái bị một góc núi lớn đảo qua, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không thành, liền bị ép tới thịt nát xương tan. Diệp Húc đứng nguyên tại chỗ không động đậy, tùy ý để cho tòa thanh sơn lồng lộng này ép xuống. Chu Thiên Tinh Đấu của hắn được triển khai bao phủ hơn phạm vi 10 dặm. Tòa núi lớn này rơi vào bên trong trận đồ, lập tức bị vô số ngôi sao cuốn lấy hóa thành bột mịn. Tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy? Khó trách Chu Thiên Tinh Cung và Tiểu Quang Minh Thánh Tông cùng nổi danh với nhau như vậy. La Tế Xuyên ánh mắt trần xoe, một tòa núi lớn như vậy không ngờ lại bị Diệp Húc dễ dàng phá hủy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên vọt tới trước mặt của Diệp Húc mấy chục mét, ỷ vào dáng người cao lớn hơn so với Diệp Húc, cánh tay chấn động, kim cương sử ầm ầm một tiếng mà nện xuống, không ngờ mang theo lợi âm đến đinh tai nhức óc. Rầm vang một tiếng, trời xanh dường như bị một đập này của hắn mà sụp xuống vậy. Diệp Húc đồng tử co rút lại rất nhanh, một thương đâm ra đánh thẳng vào kim cương sử. Hai người đều bị chấn tới khí huyết cuồn cuộn, đứng cũng không vững. La Tế Xuyên thu hồi kim cương sử, một tay giơ mõ lên đập xuống phía dưới. Hắn cười lạnh mà nói: "Nguyên thần của ngươi có cường thịnh thì sao đấy? Ta hiện giờ lực lượng tăng lên 3 thành, hơn nữa tu vi thâm hậu hơn ngươi, hoàn toàn có thể cứng rắn tiêu hao chết ngươi được." Mấy người dân gian kiếm phái đứng ở xa xa xem cuộc chiến, thấy hai người chiến đấu kịch liệt dị thường, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ giờ mới biết được, lúc La Tế Xuyên đối phó với kiếm trận của bọn họ, căn bản là không vận dụng toàn lực, chỉ đang như mèo vờn chuột mà thôi. Hai vị trưởng lão đan đỉnh kỳ liếc mắt nhìn nhau, trong đó một vị trưởng lão vụng trộm phóng thích đan đỉnh thẳng tới hai người đang ở trên không trung. Hắn tính toán muốn thu cả hai người vào trong đỉnh, tập hợp lực lượng của mọi người mà luyện hóa hai người. Nào biết được rằng đan đỉnh của hắn còn chưa hạ xuống, đột nhiên trong ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc, một đại hắc khủng lao ra. Hắn huy khởi một cái đại kỳ rách nát, dùng sức quấn một cái. Sau đấy liền thu hồi đan đỉnh lại. Nó cười ha ha rồi lại chui vào trong ngọc lâu. Không được loạn lên, nếu không muốn mất thêm gì nữa. Đầu hắc hùng trước khi quay vào liền quay lại nhắc nhở hắn một câu: "Không, đỉnh của ta." Trưởng lão kia khóc không ra nước mắt kêu lớn. Diệp Húc cũng không thèm để ý tới việc dân gian kiếm phái đang đánh nén hắn. Hắn coi thấy Dương Tinh Phiên trở thành thương mà sử dụng, chiêu thức thì thiên biến vạn hóa, làm cho mọi thế công của đối thủ đều tiếp được. Diệp Húc thầm nghĩ: "Muốn cùng ta tiêu hao sao? Đừng đùa. Từ khi ta tu luyện tinh đấu luyện kỹ thuật tới nay, chưa bao giờ sợ qua việc này cả. Tuy nhiên, đánh nhau sống chết với hắn, không thể lãng phí tinh thần thể lực được. Vẫn là giải quyết sớm một chút thì tốt hơn, miễn cho hắn nghĩ thực lực của ta và hắn ngang nhau." Thống khoái mà. Mà lúc này, La Tế Xuyên cũng đánh giết hứng khởi, hắn kể to nói: "Từ khi ta xuống núi tới nay, rốt cuộc cũng phải gặp phải đối thủ rồi. Chiến đấu như vậy mới thật sự là thống khoái kìa." Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Hắn quả nhiên đã cho rằng ta và hắn là thực lực ngang nhau rồi. Tuy nhiên Diệp Húc cẩn thận cân nhắc, lúc này mới cảm thấy La Tế Xuyên khó giải quyết hơn xa với tưởng tượng của hắn. Dù sao, hắn cũng chưa từng nghĩ đến nên đối phó với bản thân mình như thế nào. Trong tất cả vũ bảo của ta, lực công kích mạnh nhất chính là mảnh vỡ đại diễn thần trung kia. Chỉ có điều thần trung này cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi, không có uy năng của đại diễn thần trung chân chính. Thần trung này đối phó với những người khác thì còn được, cho dù là vu sĩ đan đỉnh kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Tuy nhiên, để đối phó với người tu luyện kiểu truyền nguyên công là có chút thua kém rồi. Mảnh vỡ đại diễn thần trung cũng chỉ là mảnh vỡ, không thể tế luyện, hại người hại mình. Diệp Húc tế khởi đại diễn thần trung mảnh vỡ này, công kích La Thế Xuyên cũng đồng thời là công kích chính mình. Tới lúc đấy, rơi vào thế lưỡng bại câu thương, thậm chí mình có thể bị chấn thương, thế nhưng mà La Thế Xuyên cũng không chắc là bị chấn thương.
Dù sao La Tế Xuyên cửu chuyển nguyên công cũng tinh thâm hơn Diệp Húc rất nhiều, thân thể lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Thiên cổ bảo tràng là chi bảo sát phạt, mấy trăm kim tàm bốn cánh công kích làm cho người ta không thể ngăn cản. Diệp Húc vừa ác chiến với La Tế Xuyên, vừa cẩn thận suy tư một phen, mũi thương nhướng lên đánh lui lại Ngọc Như Ý. Hắn thầm nghĩ, nhưng kim tàm bốn cánh đối phó với người khác thì được, sợ rằng không cắn được quái vật bất động này. Dùng thiên cổ bảo tràng đối phó với hắn cũng không được rồi, trừ phi vận dụng kim tàm sáu cánh. Đáng tiếc hai kim tàm của ta kia còn chưa có tiến hóa thành công, còn về phần Viêm Dương Hồ Lô đã không còn lôi hỏa nữa rồi. Kiện bảo vật này không còn uy lực, bản long kim trưởng uy lực còn không bằng Thái Dương Tinh Phiên của ta đây. Lần lượt từng món, đến thiên phong bảo phiến cũng bị hắn phủ định. Thiên phong bảo phiến nguyên năng chủ yếu lấy phong sát công kích, thăng thành luyện chế thiên phong bảo phiến này, phong sát cũng không nồng đậm thần túy. Đối với vũ bảo này, hắn cũng không coi trọng. Diệp Húc lúc trước đi ở Đại Mạc Tây Hoang liền có thể lợi dụng phong sát tu luyện cửu chuyển nguyên công. La Tế Xuyên cảnh giới nguyên công cao hơn so với hắn, có thể thấy được phong sát của thiên phong bảo phiến cũng không nề hà được hắn, trừ phi hắn có đủ tu vi đem nguyên năng của thiên phong bảo phiến mà phát huy hoàn toàn. Diệp Húc không khỏi đau đầu, La Tế Xuyên chính là một đậu phụ đánh không mục nát được. Mệnh dài như con rắn vậy, cho tới hôm nay hắn mới biết được những vô sĩ khác khi đấu với chính mình tâm tình sẽ như thế nào. Chỉ sợ giống như hắn lúc này, phát sầu vì không biết phải đối phó như thế nào đây. Kiểu chuyển nguyên công thật sự là rất biến thái, ngoại trừ các loại vô pháp công kích hồn phách gần như không có gì khắc chế được cả. Một khi đã như vậy, chỉ còn cách cậy mạnh đưa hắn chấn áp thôi, từ từ luyện hóa vậy. Diệp Húc hơi trầm ngâm, đỉnh đầu từng đại đỉnh bay ra, tản mát ra hung uy ngập trời, dường như có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Trên thành đỉnh, từng con dị thú thượng cổ hiện lên, giống như phủ văn lưu chuyển, hướng tới La Tế Xuyên mà trấn áp. La Tế Xuyên nhìn như không thấy, hắn cười ha hả, thế công càng lúc càng nhanh. Thống khoái, không nghĩ tới ngươi còn thủ đoạn khác, không ngại xuất hết ra cho ta một chút năng lực đi nào. Ong một tiếng, lại một đại đỉnh khác bay ra, hai đại đỉnh liên hợp cùng một chỗ, uy thế càng thêm lớn. Hay, hai đại đỉnh này là vũ pháp đáy hòm của ngươi hay sao? Tuy nhiên, muốn chấn áp ta còn xa xa mới đủ. La Tế Xuyên vẫn sinh long hoạt hổ như trước, chiêu thức mở rộng, hướng tới Diệp Húc mà công tới, thậm chí tới khởi cả tràng hạt, chụp đầu của Diệp Húc. Diệp Húc một thương đánh bay tràng hạt, lập tức rút ra ngăn trở lại kim cương sử nện xuống. Đinh đinh hai tiếng, La Tế Xuyên chấn động bảo linh, bị hắn trực tiếp không thèm để mắt. Loại đồ vật chấn động tinh thần này đối với vũ sĩ nguyên thần yếu nhược thì còn được, nhưng hắn tu luyện dĩ là thiên yêu đế nguyên thần chân giải, nguyên thần củng cố vô cùng, căn bản không phải là đãng hồn linh có thể dao động được. Ong một tiếng vang lên, lại một đại đỉnh bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu của La Tế Xuyên. Ba đỉnh hợp lực chấn áp thẳng xuống hắn, lực lượng cuồng bạo lập tức quấy nhiễu vô pháp của hắn, khiến cho đại phẫn nộ bất động minh vương thân hình hơi lay động, vũ pháp không thể điều khiển tốt được. La Tế Xuyên khẽ nhíu mày, rút cuộc lộ ra thần sắc ngưng trọng, cười lạnh mà nói: "Ngươi quả nhiên có vài phần thực lực, đáng cho ta thực sự dùng toàn lực đây." Hắn còn chưa dứt lời, lại ong ong mấy tiếng, từng đại đỉnh từ trong hạo nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu Diệp Húc bay ra, xuất hiện. Chín đỉnh liên hợp một chỗ, đồng thời chấn áp xuống dưới. Chỉ nghe thấy ba bang một tiếng, đại phẫn nộ bất động minh vương bị ép cho dập nát tại chỗ. Sáu kiện vũ bảo trong tay minh vương hết thảy rơi xuống. Loại vũ pháp kết hợp với kiểu chuyển nguyên công này làm cho lực lượng của hắn tăng lên ba thành, nay đã bị kiểu đỉnh chấn áp, uy năng đại tổn, trực tiếp đánh hắn trở lại nguyên hình. La Tế Xuyên vừa sợ vừa giận, hắn vốn tưởng rằng thủ đoạn của Diệp Húc cũng thường thôi, nhưng không nghĩ ra Diệp Húc sử dụng một môn vũ pháp bá đạo như vậy, trực tiếp khắc chế đại phẫn nộ bất động minh vương của hắn, chấn áp làm cho ngay cả vũ pháp cũng không thể sử dụng được. Đã không có đại phẫn nộ bất động minh vương thêm vào, kiểu chuyển nguyên công của hắn lại bị đánh trở về nguyên hình, đối mặt với Diệp Húc xu thế yếu nhược hơn. Đại phẫn nộ bất động minh vương quyết không phải là vũ pháp tuyệt đỉnh cấp ở tiểu quang minh thánh địa ta, nhưng cũng cực kỳ cao minh rồi, làm sao có thể bị người chấn áp được như vậy? Kiểu đỉnh, chẳng lẽ là kiểu đỉnh vũ hoàng quyết của hạ gia sao? Thế thương của Diệp Húc triển khai, mặt cờ cuộn cuộn nổi lên, mang theo thái dương chân hỏa mênh mông, cực kỳ nóng cháy. La Tế Xuyên không dám nghĩ, vội vàng liều mạng ngăn lại. Loại chân hỏa này ngay cả kiểu chuyển nguyên công của hắn cũng có chút không đỡ được, so với đại thương kia còn nguy hiểm hơn.
Đinh đinh đinh. Thế công của Diệp Húc giống như cuồng phong mưa rào, liên tục đâm ra 10 thương, rốt cuộc cũng phá được phòng ngự của hắn. Thương đâm thẳng lên người của La Tý Xuyên, lưu lại một cái lỗ máu thật nhỏ, giống như châm đâm vào vậy. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, vừa rồi một thương của hắn đâm phá nắm tay của La Tý Xuyên, lại ỷ vào thế mạnh từ trên trời lao xuống mới làm bị thương La Tý Xuyên được. Tuy nhiên hiện giờ hắn đang giao chiến, không có cơ hội xúc thế tăng lực, bởi vậy khả năng tạo thành thương tổn cho La Tý Xuyên là rất có hạn. Vô ích thôi. La Tý Xuyên chỉ công không thủ, không chút kiêng nể, cười to mà nói: thân thể của ta mạnh, có thể so với Vu Bảo cấp chấn giáo, người căn bản đừng mơ tưởng mà làm gì được ta. Ồ, thật không vậy? Diệp Húc hận đến ngứa răng, thật sâu cảm nhận được cảm giác của đám người Tiêu Trường Thanh khi đối phó với mình. Ta có nên tiếc khởi Thiên Vũ Chi Dực bổ hắn không đây? Thiên Vũ Chi Dực thật sự là hao phí chân nguyên, lại khó có thể khống chế được. Tất nhiên là có thể đánh chết được hắn ta. Tuy nhiên, ta lại phải tu luyện lại một thời gian dài mới khôi phục lại được chân nguyên kìa. Diệp Húc tức giận, từng đại đỉnh đột nhiên tụ lại với nhau. Hắn ý đồ ngưng tụ cửu đỉnh vạn pháp bí quyết, muốn đánh chết con rán tiểu cường này. Chín đỉnh liền sắp nhập cùng một chỗ, phát ra uy thế càng lúc càng lớn, hủy thiên diệt địa, mạnh hơn lúc chín đỉnh xuất hiện, thậm chí cả mấy chục lần, làm cho người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Mà lúc này, vũ sĩ của dân gian kiếm phái ở xa xa, không biết bao nhiêu người bị ba đại đỉnh này chấn áp tu vi. Vũ sĩ Hạo Nguyệt Kỳ thì Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu bắt đầu tắt. Vũ sĩ Hỗn Nguyên Kỳ thì Trường Hà trên đỉnh đầu ngừng chảy. Cả đám giống như bánh sủi cảo mất nước rơi từ trên không trung xuống vậy. Ở dưới đáy biển, vô số yêu quái hải tộc tu vi cũng bị chấn áp, tu vi thấp thậm chí trực tiếp bị ép chết. Pang một tiếng, Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu của La Tý Xuyên cũng bị chấn áp, vang lên một tiếng nho nhỏ, vỡ ra thành nhiều mảnh. Trong lòng của hắn rốt cuộc cũng cảm thấy hoảng sợ, đang muốn chạy đi, trong đó một đại đỉnh hung hăng đánh thẳng vào hậu tâm của hắn. Lần va chạm này vô cùng trầm trọng, khiến cho yết hầu của hắn ngọt ngọt, ói ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc theo sát phía sau hắn, ba đại đỉnh lần lượt hướng tới La Tý Xuyên mà đánh. Chỉ nghe thấy mặt biển rung động không ngừng, ba đại đỉnh lăn lộn ở trên dưới chung quanh của La Tý Xuyên, thủy chung vây khốn hắn, đánh cho hắn không thể trốn thoát được. Dừng tay lại, ta nhận thua. La Tý Xuyên tóc tai bù xù, lục phủ ngũ tạng bị đánh cho mơ hồ có dấu hiệu vỡ vụn, chật vật đến không chịu nổi mà kêu lớn. Diệp Húc không thèm nghe hắn nói, tới khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ vây khốn lấy hắn. Ba đại đỉnh cũng tiến vào trong trận đồ, phối hợp chu thiên tinh đấu không ngừng mà va chạm. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta liền bồi thường kim tản bốn cánh gấp đôi, à không, không 10 lần, thế nào? 10 lần. La Tý Xuyên đau khổ chống đỡ, lấy mõ và kim cương sử đón đỡ ba đại đỉnh, nhất thời còn có thể chống đỡ được một lúc, hắn kêu lên. Diệp Húc dịu dàng mà cười nói: sư huynh đừng có náo loạn, người khi có năng lực xử lý người khác đã có từng tha cho đối phương một mạng hay không, hay là còn phải xem tâm tình của ngươi như thế nào đây. Hiện giờ tâm tình của tiểu đệ rất tốt, đương nhiên không muốn bỏ qua cho ngươi rồi. Đột nhiên một đại đỉnh trực tiếp trùm lên người của La Tý Xuyên, 300-400 tượng cổ dị thú ở trên thành phách đại đỉnh cùng hiện lên, tất cả há mồm phun ra yêu hỏa, ý đồ muốn luyện hóa hắn. Yêu nguyên chân hỏa sao? Ngọn lửa này đừng mơ tưởng luyện chết ta được. La Tý Xuyên thấy Diệp Húc không chịu tha cho hắn, giận đến tím mặt. Quanh thân hắn lúc này chìm trong biển yêu hỏa, ngạo nghễ cười nói: chân hỏa có trình độ này sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mạnh hơn. Ta sẽ tu luyện bên trong chân hỏa của ngươi tới khi đánh bại được ngươi mới thôi. Sau đó sẽ thoải mái phá cấm mà ra, rồi xử tử ngươi kìa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thương thiên thanh quan bảo tháp ở trên đỉnh đầu, một điều linh mạch từ trong tháp buông xuống. La Tý Xuyên há mồm hút lấy, giống như nuốt một đạo cầu vòng vậy. Linh khí không ngừng cuồn cuộn từ trong linh mạch dũng mãnh tiến vào trong miệng của hắn, cười lạnh mà nói: trong bảo tháp của ta chứa hơn 10 điều linh mạch bậc 1, linh khí cuồn cuộn không ngừng, người có thể làm khó dễ được ta hay sao? Diệp Húc chỉ khẽ cười một tiếng, tế khởi ngọc lâu của mình trực tiếp dừng trên đại đỉnh. Lập tức vô số xúc tu từ trong ngọc lâu của hắn bay ra đầy trời, những linh mạch kia gần như trong nháy mắt bị hút khô không còn. La Tý Xuyên ngẩn ngơ, lại lấy ra một điều linh mạch, thế nhưng cũng bị ngọc lâu của hắn ăn sạch sẽ, một giọt linh khí cũng không lưu lại cho hắn. Mà ngọc lâu của Diệp Húc thì lại ầm ầm sinh trưởng, bỗng nhiên hiện ra một tầng. Quái vật, người rút cuộc là quái vật gì? Thật không ngờ dám biến hóa làm người, giả mạo đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung như vậy. La Tý Xuyên ngẩng đầu nhìn ngọc lâu của hắn, trong lòng không rét mà run,
run giọng mà nói, thực sự là khiếp sợ, Diệp Húc vạn phần. Tế cả. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, trầm giọng quát lớn. Thái Dương tinh phiên trong tay của hắn bay lên, lơ lửng trên mặt đại đỉnh. Một đoàn Thái Dương chân hỏa hạ xuống, nhét đầy trong không gian đại đỉnh. Khốn kiếp mà, ngươi muốn dùng Thái Dương chân hỏa luyện hóa ta sao? Ta không cho ngươi như ý đâu. Nguyên công vận chuyển, phá cho ta. La Tế Xuyên nổi giận lôi đỉnh, một quyền đánh tới vách đỉnh, uy thế đủ để khai sơn phá hải. Đại đỉnh chấn động không ngừng, và lần thì suýt nữa tan vỡ. Chỉ là dãy ruộng mà thôi, không đáng để lo nghĩ. Diệp Húc cũng chỉ nhìn một lát, tán đi hai đại đỉnh, tâm niệm hơi động, lập tức đại chu thiên tinh đấu trận đồ liền thu nhỏ lại, không có nhập vào mi tâm của hắn, mà thẳng tới đám vũ sĩ của dân gian kiếm phái. Xẹt một tiếng, đột nhiên một cánh tay gầy như củi từ trong mi tâm của hắn chui ra, thanh âm của La Tế Xuyên truyền tới. Ta nói rồi, ta đã nói rồi mà, ngươi chấn áp không được ta, hôm nay ta sẽ xé nát trận đồ của ngươi, cho ngươi thấy chỗ thần diệu của nguyên công. Hắn không ngờ có thể từ trong đại đỉnh xuất ra một cánh tay, xé mở đại chu thiên tinh đấu trận đồ, đưa cánh tay ra ngoài. Cho dù là Diệp Húc cũng không thể không bội phục thân thể mạnh mẽ của hắn, mình không thể nào mà so sánh được. Còn dám phản kháng sao? Diệp Húc tâm niệm hơi động, trực tiếp đem hùng bi từ trong ngọc lâu ra ngoài. Chỉ thấy thân thể hắc hùng này càng ngày càng nhỏ, cũng bị hắn nhốt vào trong tinh đấu trận đồ. Diệp Húc nói, tiếp hắn cho tốt vào, mãi tới khi luyện hóa hắn mới thôi. Đầu hắc hùng kia nhìn thoáng qua múa thiết huyết chín kỳ một cái, rồi cười ha hả mà nói, Diệp lão gia muốn ăn nướng hay sao? Nướng chín thì nhớ chia cho tiểu hùng một miếng. Diệp Húc đi đến trước mặt mấy người phái dân gian kiếm, lúc này đã không có kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết chấn áp nữa. Những người này đã khôi phục tu vi, tụ tập lại cùng một chỗ, ánh mắt né tránh nhìn Diệp Húc đi tới. Một trận ác chiến giữa Diệp Húc và La Tế Xuyên vừa rồi làm cho bọn họ chấn động, cho dù tu vi hai người đều gần tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ, nhưng có thể giơ tay một cái giờ non lấp biển, loại thần thông này dù là những vũ sĩ đan đỉnh kỳ bình thường cũng không thể làm được. Quả thực chính là hai con dị thú tượng cổ hình người, làm cho người ta tâm sinh khiếp sợ. Nhất là hai vị trưởng lão phái dân gian kiếm kia, vừa giờ bọn họ thừa dịp Diệp Húc và La Tế Xuyên chiến đấu tới khởi đan đỉnh định bắt hai người, mà lúc này đây thấy Diệp Húc đi tới, trong lòng lại cảm thấy bất an. Biết hải ngoại tiên các đi như thế nào không? Diệp Húc dịu dàng lên tiếng hỏi. Mọi người run sợ một lúc lâu, một gã vũ sĩ mới nâng cánh tay lên chỉ hướng đông nam nói, cảm ơn. Diệp Húc nhấc chân đi hướng đông nam, tên trưởng lão dân gian kiếm kia thấy hắn dễ nói chuyện, đánh bạo mà nói, vị huynh đệ này, khẩu đan đỉnh kia của ta có thể trả lại cho ta hay không? Diệp Húc quay đầu lại lạnh lùng lướt hắn một cái, vị trưởng lão kia không khỏi dùng mình, không dám nói tiếp nữa. Một vũ sĩ hạo nguyệt kỳ thấp vọng giọng mà nói, vương trưởng lão, vì sao chúng ta phải sợ hắn ta chứ? Hiện giờ hơn phân nửa thực lực của hắn đều đang chấn áp tên La Tế Xuyên kia rồi, không bằng nhân cơ hội này. Bên trong mặt trăng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, một bàn tay to đột nhiên thò ra, trực tiếp lao vào đám người phái dân gian kiếm, bắt lấy tên vũ sĩ kia rồi bóp chết tươi. Tên vương trưởng lão kia dùng mình, không dám lên tiếng. Một gã đệ tử lại không chịu nổi, quát một tiếng to, trên dưới 100 thanh kiếm bay ra khỏi ngọc lâu mà đâm tới Diệp Húc. Hắn quát, ngươi dám giết sư huynh của ta, coi phái dân gian kiếm ta không có người hay sao? Diệp Húc để mặc cho những kiếm quang này đâm lên người, kiếm quang đều vỡ nát mà không hề làm hắn bị thương chút nào. Hắn xoay người cười lạnh, phái dân gian kiếm đại đường sao? Các ngươi vừa rồi mới đánh lén ta một cái, hiện giờ ta không so đo với các ngươi, trả lại các ngươi một chiêu. Trong ngọc lâu của hắn bay ra một bức tượng đồng dài 30-40 thước, hoành trước mặt đám người dân gian kiếm phái. Diệp Húc tế khởi bàn long kim trượng lên, nện thật mạnh, chỉ nghe một tiếng ngầm thật to, ma âm lan ra khắp nơi, quanh quẩn không ngừng. Oanh 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 oanh. Thân hình một gã vũ sĩ nổ tung, thậm chí vũ sĩ hỗn nguyên kỳ cũng không cầm cự được lâu, thân hình cũng lập tức nổ tung. Trong chớp mắt, chỉ còn lại hai vị trưởng lão khốn khổ chống đỡ, cũng bị ma âm của thần trung chấn cho ngã trái, ngã phải. Hai người bọn họ, thực lực một thân có non nửa là trong đan đỉnh, mà đan đỉnh của hai người, một khẩu bị La Tế Xuyên đánh nát, một khẩu bị hùng bi cuốn đi. Lúc này, đối mặt với ma âm của thần trung cũng hơi khó có thể ngăn cản. Ma âm càng lúc càng thấp, Diệp Húc lướt bọn họ một cái, phất tay áo cuốn tàn phiến của đại diễn thần trung lên, nghênh ngang bỏ đi, thấp giọng mà nói, giết nhiều người như vậy, công đức của ta lại tinh tiến rồi. Hai vị trưởng lão phái dân gian kiếm thấy hắn rời đi,
cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn xung quanh chỉ thấy hơn 10 vị đệ tử phái Dân Gian Kiếm, giờ phút này chỉ còn lại 2 người bọn họ. Bọn họ không khỏi đau lòng. Trước thì có La Tế Xuyên, Tiểu Quang Minh thánh địa giết người vô cớ, liên tục giết 20 đệ tử của bọn họ. Sau là đến Diệp Húc, Tế Khởi Thần Trung, chấn vang ma âm, phái Dân Gian Kiếm có thể nói là họa vô đơn chí. Ma đầu, thật sự là ma đầu, giết người lại nói là công đức sao? Thế gian sao có loại công đức này đây? Phái Dân Gian Kiếm ta gặp phải đại họa này, sau khi trở về biết đã nói sao với giáo chủ bây giờ? Những đệ tử đó ở trong giáo của chúng ta, ở dân gian hoành hành quen rồi, dì khí chi sứ lại không biết Quỳnh Hải không phải là địa bàn của dân gian ta. Gặp đại họa này cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không phải bọn chúng ra tay với đệ tử tinh cung kia cũng sẽ không chết. Người ta vốn đã định rời đi rồi, đáng tiếc nhiều đệ tử xuất sắc cứ như vậy chết đi, thật là đáng tiếc mà. Tu vi Hạ Nguyệt Kỳ liền có thể quét sạch chúng ta như vậy, chỉ sợ vũ sĩ trong Thiên Sách Phủ đại đường ta mới có thể có loại bản lĩnh giỏi giang này thôi. Hai người lắc đầu không ngừng, hào khí đột nhiên mất, suy sụp đi đến cảnh nội đường. Sau khi trở về phải chỉnh đốn giáo môn, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng kiêu ngạo như trước nữa. Nếu không đắc tội với đệ tử đại phái ma đạo này sẽ mang đến họa diệt môn cho dân gian kiếm phái chúng ta mất thôi. Diệp Húc đi về phía đông nam, dần dần gặp được không ít vũ sĩ, có chính đạo cũng có ma đạo, quanh co khúc khỉu mà trên mặt biển, hẳn là cùng đi tới hải ngoại tiên cát. Những vũ sĩ này có kiểu oán liền xông vào đánh nhau chém giết trên biển, cũng không có người hỏi qua, hiển nhiên loại chuyện này là cực kỳ thông thường. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ là cao đồ của Chu Thiên Tinh Cung hay sao? Một lão giả mặc áo bào xám mang theo 3 năm tên vũ sĩ đi khi đi ngang qua người Diệp Húc, đột nhiên dừng lại, quay người đánh giá đỉnh đầu của hắn, chỉ thấy Chu Thiên tinh lực nối liền không dứt, quần cuộn bung xuống, nhập vào mi tâm của hắn, thì không khỏi cười mà nói. Diệp Húc trong lòng khẽ động, không tỏ rõ ý kiến, chắp tay lên tiếng. Ồ, lão trượng xưng hô như thế nào vậy? Lão già mặc áo bào kia đã tu luyện ra ảo đan, một khẩu đại đỉnh nhấp nhô lên xuống trên đỉnh đầu, trong đỉnh có chứa một viên minh châu, lúc sáng lúc tối, lúc thì ngưng tụ, lúc thì hóa thành chân nguyên. Lão cười nói, lão hổ chính là tổng quán phủ tướng tôn Đường Quốc, tên một chữ Thịnh. Lần này đi tới tiên các vì xử lý một chút chuyện vặt cho phủ trưởng tôn. Ồ, hóa ra là trưởng tôn tiền bối. Diệp Húc kính nể nói, hắn từng nghe qua về phủ trưởng tôn ở Trường An, đó là một thế gia ma đạo nổi danh lừng lẫy ở trong đại đường, lịch sử lâu đời, lai lịch xa xôi, từng phụ tá hoàng đế khai quốc đại đường, nam chinh bắc chiến, đem trưởng nữ gả cho Thái Tông Hoàng đế, là một trong những thế gia lão làng nhất đại đường, địa vị rất hiển hách. Trưởng Tôn Thịnh vội vàng cười nói, không dám xưng tiền bối, đệ tử Chu Thiên Tinh Cung bối phận cực cao, nếu như lão đệ nề mặt gọi ta một tiếng lão ca là được, như vậy lão hủ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lão đệ không biết ngươi gọi là gì vậy? Tiểu đệ họ Diệp, tên một chữ Húc thôi, tự là Thiếu Bảo. Diệp Húc khiêm tốn nói, hóa ra là Diệp lão đệ. Hiển nhiên là trưởng Tôn Thịnh chưa từng nghe qua danh tiếng của Diệp Húc bao giờ. Hắn gọi 3 nam 2 nữ ở bên người mình rồi cười nói, Tuấn Nhi Tức Nhi, mau tới ra mắt Diệp Thúc Thúc đi. 3 nam 2 nữ kia đều là con cháu trưởng Tôn Phủ, lớn nhất cũng 3-40 tuổi, cô gái nhỏ nhất cũng 15-16 tuổi. 5 người này thấy Diệp Húc còn trẻ đều có chút không tình nguyện, chậm gì gì mà tiến lên lúng ta lúng túng gọi, Diệp Sư Thúc. Thiếu nữ ít tuổi nhất kia tên là Tưởng Tôn Tước, hai bên tóc mai có treo vòng vàng, hơi động một chút vòng vàng liền rung lên linh linh, hiển nhiên cha mẹ rất yêu thương, sợ nàng bị lạc. Thiếu nữ này tức giận chừng Diệp Húc thè lưỡi rồi thấp giọng nói, tên quỷ nhỏ. Trưởng Tôn Thịnh vội vàng chừng nàng tăm một cái rồi cười bồi nói, Diệp lão đệ đừng chê trách, đây là con gái út của chủ phủ nhà ta, thuở nhỏ được chiều chuộng nên đâm hư rồi. Trưởng Tôn Tước tức giận mà nói, Thịnh Thúc Thúc à, tên đó rõ ràng còn không lớn bằng ta mà. Diệp Húc khẽ mỉm cười thoải mái nói, lão ca ca yên tâm, cô cháu gái này bướng bỉnh một chút cũng không sao cả, đệ thân là Thúc Thúc sao lại chấp nhặt với con bé chứ. Hắn cười nói với Trưởng Tôn Tước, cháu gái ngoan, đến để Thúc Thúc bóp bóp cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu nào. Trưởng Tôn Tước nổi trận lôi đình, Trưởng Tôn Thịnh nghiêm nghị lên tiếng, Tước Nhi không được càn quấy, mau gọi Diệp Thúc Thúc đi, nếu không cháu lập tức trở về
đừng mong ta mang cháu ra ngoài nữa kìa. Trưởng Tôn Tước khóc không ra nước mắt, chỉ phải lúng ta lúng túng gọi Diệp Húc một câu thúc thúc. Đột nhiên Diệp Húc trong tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy ở phía chân trời vài tên kỵ sĩ gào thét mà đến. Những kỵ sĩ này cưỡi tuấn mã cực kỳ thần tuấn. Những con ngựa rõ ràng là hỗn chủng của giao long và lưng mã, vùng cổ có vảy ngược, khắp cả người đỏ như máu. Dưới vó ngựa sinh ra từng đám yêu hỏa, phi nước đại trên không trung nhanh như tia chớp. Trong đó một con long mã thần tuấn nhất đã hóa giao hoàn toàn, dài đến 3-40 thước, khắp cả người đều là long lân, chỉ có thân giao chân ngựa vuốt rồng, đuôi chính là đuôi cá, bơi trên không trung hung uy kinh người, còn tiến hóa nhiều hơn cả can xảy ra một chút. Diệp Húc liếc mắt một cái, chỉ thấy những kỵ sĩ đó tu vi đều cực kỳ cao thâm, thấp nhất cũng là đan đỉnh kỳ, sát khí nội liễm, giống như một ngọn núi lửa ẩn nhẫn không bùng phát vậy. Tên kỵ sĩ cưỡi long mã hóa giao kia thậm chí đã luyện thành nguyên đan, gần đến tam thai cảnh. Nơi những kỵ sĩ đó đi qua, mặt biển lập tức sóng nghiêng biển lặng, bằng phẳng như một tấm gương sáng, phản chiếu tư thế oai hùng khi long mã tuấn kỵ phi qua. Diệp lão đệ, đây là vũ sĩ của Thiên Sách Phủ, tiếng tăm lẫy lừng của đại đường ta, đã thấy kỹ chưa? Trưởng Tôn Thịnh mặt đắc ý mà cười hỏi. Diệp Húc gật đầu lên tiếng nói: Người người đều là cao thủ, tên kỵ sĩ cưỡi long mã hóa giao kia là ai vậy? Trưởng Tôn Tước nói chen vào: Đó là Lý Tam Ca, Lý Huyền Cơ, là con cháu hoàng thất, lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Diệp Húc khẽ mỉm cười lơ đễnh: Ồ, thật sự là một cô nhóc bướng bỉnh mà. Trưởng Tôn Tước tức đến mức suýt hộc máu. Trưởng Tôn Thịnh cũng lộ ra vẻ hâm mộ mà nói: Thiên Sách Phủ chính là thế lực lớn nhất đại đường ta, do Thái Tông khai sáng, bao dung tịnh xúc, kiêm tu tâm pháp, vũ pháp, chính đạo, ma đạo. Bất luận hoàng tộc đều phải tiến vào đào tạo trong phủ của Thiên Sách. Những năm gần đây, Thiên Sách Phủ càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng kém với Tam Cung ma đạo, nhưng cũng đủ sánh ngang với lục phái ma đạo rồi. Diệp Húc nghiêm nghị trong lòng, Thái Tông Hoàng đế đại đường cũng là một bá chủ hùng tài đại lược, thật không ngờ một mình khai sáng ra một thế lực khổng lồ đến như vậy. Trưởng Tôn Phủ ta bao năm qua đều không có ít người muốn gia nhập Thiên Sách Phủ, thật đáng tiếc số lượng lại có hạn, mỗi năm đều một hồi dòng tranh hổ đấu, cũng may nhân tài Trưởng Tôn Phủ ta xuất hiện lớp lớp, cũng không hề ít vãn bối thuận lợi tiến vào Thiên Sách Phủ để đào tạo chuyên sâu, dốc sức vì triều đình. Trưởng Tôn Thịnh cười nói: Nếu như Diệp lão đệ có hứng thú, cũng có thể gia nhập Thiên Sách Phủ. Thiên Sách Phủ không phải môn phái, bất kể chính đạo hay ma đạo, chỉ cần thiên tư xuất chúng, có thực lực đủ hùng mạnh đều có thể gia nhập được. Diệp Húc lắc đầu cười nói: Lấy thực lực hiện tại của ta, gia nhập Thiên Sách Phủ cũng được, nhưng môn quy sư môn của ta xâm nghiêm, hơn nữa ta lại bận nhiều việc, luôn phải đi khắp nơi, tạm thời chưa muốn. Khoác lác mà. Trưởng Tôn Tước thẻ lưỡi. Diệp Húc vươn tay sờ sờ đầu cô gái rồi dịu dàng nói: Tước nhi ngoan, đừng có nháo, tới hải ngoại tiên các rồi, thúc thúc sẽ mua đường cho. Trưởng Tôn Tước đẩy tay hắn ra, tức giận đến suýt ngất đi, nắm hai bàn tay nhỏ lại, cúi đầu loạn chuyển xung quanh, nâng tay đánh ầm ầm lên trên mặt biển. Trưởng Tôn Thịnh nhịn cười mà thầm nghĩ: Tước nhi luôn ngang ngược, nhưng gặp phải Diệp lão đệ lại như gặp phải khắc tinh vậy. Như vậy cũng tốt, miễn cho con bé gây họa khắp nơi. Hắn đột nhiên chỉ phía trước rồi cười nói: Diệp lão đệ trăm dặm phía trước chính là hải ngoại tiên các rồi. Nếu như lão đệ có hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo chung quanh đây. Sao, như thế nào? Diệp Húc gật đầu đồng ý. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên mặt biển mơ hồ có dãy núi nhấp nhô, trầm bổng tích trí, chẳng qua khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ được. Đây là lần đầu tiên hắn đến hải ngoại tiên các, thậm chí trước đây chưa từng nghe tới địa phương này, hoàn toàn không biết gì về tiên các cả. Có thể có lão ma biết đường như Trưởng Tôn Thịnh dẫn đi, đương nhiên là rất tốt. Hắn lập tức cười nói: Trưởng Tôn huynh có lệnh, tiểu đệ không dám không theo. Trưởng Tôn Thịnh cười ha ha, đi về phía trước và áo tung bay. Hắn nói: Hải ngoại tiên các có lịch sử đã lâu, các loại bảo vật đều có thể bán được, thậm chí có khoáng vật cấp cao nhất thi thoảng cũng xuất hiện kìa. Diệp lão đệ, lần này đệ đi tiên các chắc là mua tinh thần nguyên tử tinh thạch phải không? Nguyên tử tinh thạch tuy hiếm có, thế nhưng loại khoáng vật này trong tiên các hẳn là có rất nhiều, cũng không biết đệ có đủ tiền mua hay không. Một thiếu nữ Trưởng Tôn gia tên là Trưởng Tôn Sư Thiếp, so với Trưởng Tôn Tước dịu dàng hơn rất nhiều, rất nhàn thục văn tĩnh, hé miệng mà cười nói: Diệp thúc thúc, nếu thúc không đủ tiền thì cứ mở miệng,
trưởng tôn phủ ta tuy không phải là đại phú đại quý, nhưng vẫn có thể giúp thúc thúc mua một ít tinh thạch được. Trong lời của nàng để lộ ra ý lôi kéo, cũng là vì nhìn chúng Diệp Húc là đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung. Trong ma đạo, Chu Thiên Tinh Cung có địa vị vô cùng cao, dù lúc trước thì hoàng đế Đại Tần khiêu khích tứ phương, được xưng là thiên hạ vô địch, cũng không có đi khiêu chiến Tam Cung Ma Đạo, bởi vì ông ta cũng không nắm chắc được. Có thể thấy được uy danh của Tam Cung Ma Đạo là Chu Thiên Tinh Cung, Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung này quá lớn. Kỳ thực, lúc trước sở dĩ thì hoàng đế chấm dứt con đường khiêu chiến là có một nguyên nhân khác. Đó là khi ông ta chiến đấu với tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông thì đã bị thương nặng, thương thế không khỏi hẳn được, mới phải ngừng khiêu chiến. Nếu không, với tính cách của Thủy Hoàng Đế, nhất định sẽ tìm đến Tam Đại Cung khiêu chiến những cung chủ đương đời. Trưởng tôn sư thiếp còn từng nghe qua một lời đồn, lúc trước Đại Hán Hoàng Triều bá chủ, Vũ Đế chinh chiến bốn phương, từng định khiêu chiến Chu Thiên Tinh Cung, nhưng vị Vũ Đế tu vi vô cùng thâm cao này, đứng từ xa nhìn Chu Thiên Tinh Cung một cái, liền bị khí tượng của Tinh Cung chấn phục, biết khó mà lui. Diệp Húc cảm ơn mà nói: "Ồ, đại tạ sư thiếp cô nương, nếu không đủ tiền, ta nhất định sẽ mở miệng nhờ cấy." Trưởng tôn sư thiếp vừa vàng đáp lễ một cái nói: "Ồ, không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi." Trưởng tôn tước lườm hắn một cái nói nhỏ: "Đồ quỷ hẹp hòi, đợi cho ngươi không có tiền, quỷ mới cho ngươi mượn tiền kìa." Trưởng tôn Thịnh cười gượng hai tiếng và như không nghe thấy, miễn cho Diệp Húc lúng túng, lão giới thiệu: "À, lão đệ, Hải Ngoại Tiên Các là tất cả thất đại thương đạo hội minh hợp thành, bao gồm có Vu Đạo Hiên, Tể Tú Hiên, Tử Uyển Hiên, Quy Chân Hiên, rồi Ma Đạo Thương Minh, Thương Đạo Hội Sở, rồi cùng với Đại Đường Thương Minh. Mỗi một thương minh đều là một thế lực rất lớn, tài liệu lai lịch cực rỗng. Dù là Vu Sĩ Thiên Sách Phú cũng thường xuyên đến đây mà mua tài liệu. Thậm chí cả đệ tử quý giáo cũng ngẫu nhiên xuất hiện, mua tinh thần nguyên tử tinh thạch kìa." "Sao? Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung cũng từng xuất hiện ư?" Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần. Chu Thiên Tinh Cung vô cùng thần bí, trong nhận thức của hắn còn tưởng rằng đệ tử Chu Thiên Tinh Cung đều là bộ dáng không ăn nhân gian khói lửa, không nghĩ tới bọn họ cũng đi lại ở trên thế gian, thậm chí mua hàng hóa giống như thương nhân vậy. Trưởng tôn sư thiếp cười nói: "Nhà của ta và Tử Uyển Hiên có làm ăn qua lại, mỗi lần đi Hải Ngoại Tiên Các đều là đến từ Tử Uyển Hiên mua hàng hóa. Chủ nhân Tử Uyển Hiên là một nữ cường giả, nghe nói nàng có một chút liên hệ với Hàn Nguyệt Cung. Diệp thúc thúc à, nếu thúc cần một ít tinh thần nguyên tử tinh thạch thì có thể trực tiếp đến Tử Uyển Hiên mà mua." Diệp Húc gật đầu. Qua không lâu, đoàn người bọn họ rút cuộc đi đến Hải Ngoại Tiên Các. Diệp Húc cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái gọi là Hải Ngoại Tiên Các này hóa ra là một mảnh di tích thượng cổ. Nơi này ở thời thượng cổ vốn là lục địa, sau đó trong thiên địa xảy ra đại biến cố, lục địa liền chìm xuống, biến thành biển rộng bát ngát. Bởi địa thế Hải Ngoại Tiên Các khá cao nên còn lộ ra trên mặt biển, trong đó còn có một tòa thành cổ bị thất đại thương minh xây dựng thành thị trường giao dịch. Tòa thành cổ này tọa lạc giữa đám núi, đã bị thương minh sửa chữa lại gọn gàng như mới. Thương gia trong thành mọc lên săn sát, nhưng trong đó lớn nhất vẫn là bảy tòa bảo các. Bảy tòa bảo các này chính là bảy kiện vu bảo chống đỡ vào hồn giới, hình dạng giống như bảo tháp, sặc sỡ lóa mắt, hẳn chính là thất đại thương minh theo như lời của trưởng tôn Thịnh nói. Diệp Húc đứng ngoài Hải Ngoại Tiên Các đột nhiên mà hỏi: "Bên trong tiên các có được động thủ hay không vậy?" Trưởng tôn Thịnh ngẩn ra liền cười nói: "Đương nhiên không được rồi, thất đại thương minh vì duy trì trật tự mời đến không ít cao thủ vũ đạo trấn thủ, chấp pháp tuần tra, tránh cho kẻ khác làm loạn của trật tự tiên các kìa." Diệp Húc khẽ gật đầu: "Vậy ta chờ một lúc mới có thể vào tiên các được." Trưởng tôn Thịnh buồn bực trong lòng: "Chẳng lẽ hắn ta có kẻ thù nào chăng? Kẻ thù của đệ tử Chu Thiên Tinh Cung nhất định là có lai lịch kinh người rồi, không biết trưởng tôn gia ta có gánh được không đây? Vì một gã đệ tử Tinh Cung mà đắc tội với cường địch có đáng giá hay không đây?" Diệp Húc thu sắc mặt hắn vào trong đáy mắt, lập tức hiểu được tại sao hắn lại lo lắng, liền giải thích: "Lão ca có điều không biết rồi, tiểu đệ ở trên đường tình cờ gặp được một đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhốt hắn mà chấn áp. Kẻ này da thô thịt dày, tiểu đệ đã luyện hắn 2 ngày 2 đêm, thêm một lát nữa liền có thể luyện chết được. Nếu trong tiên các không được giết người, như vậy tiểu đệ đành phải chờ một chút rồi mới vào sau." Trưởng tôn Thịnh nhẹ nhàng thở ra cười nói: "Hóa ra là bị Diệp lão đệ chấn áp ư? Mà cái gì? Đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông ư?" Ánh mắt của hắn ta trừng đến tròn xoe, hít một hơi khí lạnh, run giọng mà nói:
đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông không ngờ bị lão đệ ngươi chấn áp sao? Hắn chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiểu Quang Minh Thánh Tông là đại phái nổi danh giàu có nhất trong chính đạo. Môn phái này tọa lạc trên đỉnh Nga Mi Quang Minh, lấy công pháp khó tu luyện mà nổi tiếng. Nhưng mỗi một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông đi ra cùng một cảnh giới đều là tồn tại vô địch cả. Thậm chí có thể lấy dưới mà khắc trên, lấy yếu mà thắng mạnh. Thậm chí có lời đồn truyền rằng đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông cho dù là cách 23 cảnh giới nhỏ cũng có thể giết chết đối phương được. Quả thực là tồn tại biến thái. Trưởng Tôn Thịnh sớm đã chú ý tới tu vi của Diệp Húc còn không có hoàn toàn bước vào Hạo Nguyệt Kỳ. Loại vu sĩ với tu vi này ở trong thế gia lâu đời như Trưởng Tôn Phủ không có 1000 thì cũng 800. Nếu không phải Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chính vì hắn nhận định Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung cho nên mới tiến đến tìm mọi cách để lôi kéo. Nhưng Diệp Húc nói với hắn là đang chấn áp một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông, Trưởng Tôn Thịnh vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Diệp lão đệ, chẳng lẽ ngươi không sợ Tiểu Quang Minh Thánh Tông trả thù hay sao? Trưởng Tôn Thịnh nói tới đây đột nhiên vả mình một cái mà thầm nghĩ, hey, hắn ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, đương nhiên không sợ Tiểu Quang Minh Thánh Tông trả thù rồi. Lúc này Trưởng Tôn Tước ra vẻ nghi ngờ, nàng cũng không biết Tiểu Quang Minh Thánh Tông đến tụt cùng là môn phái nào, thế lực lớn bao nhiêu. Nàng cười khúc khích mà nói, chấn áp đệ tử một môn phái nhỏ thì có gì hơn người chứ, hai ngày ba đêm đều không luyện hóa xong đối phương, thật sự là mất mặt mà. Rồi nàng cười ngọt ngào, Diệp thúc thúc, tu vi của ngươi nha, thật sự là quá thấp rồi. Nếu như đổi lại là ta, chắc chắn một trưởng mà đánh chết đối phương rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, nhắm mắt ngưng thần, tập trung luyện hóa La Tý Xuyên. Trưởng Tôn Tước bĩu môi, đang định nói chuyện, đột nhiên thấy mi tâm Diệp Húc vừa trống lại vừa trướng, hở ra một cái bao lớn. Trong cái bao này dường như có một thứ gì đó đang giãy giụa, một luồng hơi thở điên cuồng, hoang dã truyền đến, ép cho nàng ta gần như không thở được. Đám người Trưởng Tôn Thịnh và sư thiếp cũng cảm nhận được luồng hơi thở này, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cho dù ta chết cũng sẽ không để ngươi sống sót tốt đâu. Trong mi tâm của Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên đinh tai nhức óc, một đôi tay bất thình lình thò ra khỏi mi tâm của hắn. Hai tay này đã bị luyện cho chỉ còn lại xương trắng dày đặc, tinh khiết như ngọc. Trên xương cốt có thể nhìn đến vô số phủ văn lưu chuyển. Hiển nhiên chủ nhân đôi tay này đã tu luyện nguyên công đến tình cảnh cốt cách vô cùng kiên cố, hoàn toàn có thể sánh ngang với vũ bảo cấp chấn giáo. Tiếp đấy chủ nhân đôi bàn tay này dường như bị người ngăn lại, cưỡng ép kéo về mi tâm của Diệp Húc. Sau một lúc lâu, Diệp Húc mở mắt, mỉm cười mà nói, may là không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng luyện chết được hắn ta. Trưởng Tôn Tước bị hơi thở của La Tế Xuyên phát ra trước khi chết áp chế cho sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, ánh mắt nhìn về Diệp Húc tràn đầy kính sợ cùng với hoảng hốt. Bên trong mi tâm của Diệp Húc, một cái đầu lâu trắng như ngọc đột nhiên bay ra, rơi thẳng xuống tay của Trưởng Tôn Tước. Ánh mắt của hắn dịu dàng, mỉm cười nói, cháu gái ngoan, thúc thúc không có gì tốt, có cái đầu lâu này là di cốt của đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông, tặng cháu làm lễ gặp mặt vậy. Trưởng Tôn Tước sợ tới mức thét lên liên tục, vội vàng nắm cái đầu lâu này đi xa, tránh ở phía sau Trưởng Tôn sư thiếp, tức giận Trừng Diệp Húc kêu lên, mau lấy đi đi. Diệp Húc giơ tay lên, cái đầu lâu kia tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn, rồi thở dài nói, cái đầu lâu này ta dùng Thái Dương chân hóa cũng không thể luyện hóa được, thật sự là không cần hay sao? Không, ta không cần. Trưởng Tôn Tước tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mà nói, thật đáng tiếc, cái đầu lâu này nếu như tiến luyện thêm một chút nữa hoàn toàn có thể trở thành một kiện vũ bảo cấp chấn giáo kìa. Diệp Húc thở dài một tiếng, thu đầu lâu lại, tâm tình rất tốt. Cuối cùng hắn đã như nguyện luyện chết La Tế Xuyên, được tất cả tài sản của La Tế Xuyên, trong đó có tâm pháp cửu chuyển nguyên công tầng thứ hai. Hắn cười nói, nếu cháu đã không cần, vậy ta đành phải giữ lại vậy. Dứt lời, cười nói với Trưởng Tôn Thịnh, lão ca ca, chúng ta vào thành đi thôi. Trưởng Tôn Thịnh chỉ cảm thấy tức hận, lại không thể trực tiếp hướng Diệp Húc xin đầu lâu của La Tế Xuyên, chỉ đành đi trước dẫn đường. Trưởng Tôn Tước nhìn mặt hắn, thấp giọng hỏi thiếu nữ đi bên cạnh, sư thiếp tỷ tỷ, cái đầu lâu kia thật sự quý báu như vậy sao? Có thể luyện thành vũ bảo cấp chấn giáo sao? Đôi mắt hẹp dài của Trưởng Tôn sư thiếp dạo qua Diệp Húc một vòng, rồi dịu dàng nói, quả thật là có thể, sau khi lấy tâm pháp ma đạo tế luyện rồi, lại cộng thêm một số tài liệu thì có thể luyện thành vũ bảo ma đạo. Bạch cốt khóa tâm trùy, kiên cố không gì phá nổi, rất là lợi hại. Trưởng Tôn Tước cực kỳ hối hận,
lén lút nhìn Diệp Húc, lại ngại không dám hỏi, trong lòng lo được lo mất. Mấy người tới hải ngoại tiên cát chỉ tế tòa thành cổ này, người đến người đi tấp nập hối hả, rất là náo nhiệt, so với đại hội La Phù Đảo của Vạn Pháp Yêu Vương còn phồn thịnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trưởng Tôn Thịnh dẫn Diệp Húc trực tiếp đi đến Tử Uyển Thiên. Chờ khi đi vào thương minh này, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Uyển Hiên lấy vu bảo mà làm cửa hàng, có tổng cộng 6 tầng, cũng là một vu bảo, tòa tháp 6 tầng. Hắn đi vào tầng thứ nhất, chỉ thấy bên ngoài bảo tháp không lớn, mà bên trong lại rộng rãi vô cùng. Các loại hàng hóa này bày ra trước mắt, phân loại, phong ấn, trong tủ thủy tinh, không ít thiếu nữ qua lại trước quầy hàng, nhẹ như con bướm, lướt qua lướt lại, tiếp đón khách nhân. Diệp lão đệ, nơi này chỉ có hàng hóa bình thường cùng tài liệu vu bảo cấp bậc bình thường mà thôi, chúng ta đi lên mấy tầng trên kìa. Trưởng Tôn Thịnh cười cười nói. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 46 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.